alo. Đến là quay YouTube. Đây là bạn YouTube đây nè. Đang bị gì help? Đang làm đá các bạn ơi. Các bạn thấy không? Đấy, chờ nếu bốc khói lên mình đi. Thấy đá lên cho các anh em cá các bạn. Hết nổi luôn kìa. Ở đây độ lạnh nó khoảng chừng là độ lạnh nó ngay có khoảng chừng 80% độ lạnh. Mà độ lạnh 80% rồi. Dốc quá ba ơi. Công việc mình không phải làm thôi các bạn. Nếu độ lạnh nó 100% quá, 80% nó lạnh lắm. 15 độ C. Thấy nói chuyện ra khó em các bạn, như trong phim Hồng Kông vậy đó. Còn đây là tù lì. Thấy mặt anh thấy ghê không? Các bạn nhìn thấy ghê không? Tôi ớn rồi đó, tôi xuống lấy đá không ở tôi ớn rồi đó. Đi công việc sao vậy? Đây đủ rồi. Đây đâu rồi ơi. Xuống đây đá cái đó là mình nóng lạnh luôn á. Cái đây lạnh nữa mà ớn ớn cá mà cha mình đã bắt khi nãy lên cào xong. Giờ cha mình sẽ tiến hành làm những con cá này để chiên nha các bạn. Hôm nay cha mình sẽ làm món chiên tư sốt cà. Cá mình đang cầm trên tay là con cá sóc nha các bạn. Đây. Đây là con cá gún nhưng mà nó còn nhỏ quá các bạn. Còn rất là nhỏ luôn. Thì cha mình nấu anh nuôi ở dưới ghe là người để nấu cơm cho tất cả anh em ăn. Công việc của cha mình thì dẫn ra lấy cào với anh em và vô để nấu cơm. Cha mình đang bằng con cá sóc đó. Sóc rất nhiều luôn. Thì một buổi cơm của anh em ăn thì rất là nhiều cá luôn. Tại vì tới 15 người lận. Chắc khoảng tầm mấy ký lô cá đó. Cái thao này chỉ là phần ít thôi. Đây là con cá mớm nha. Thì mình ở Kiên Giang thì mình gọi là con cá mớm. Còn các bạn ở vùng miền khác thì có cái tên gọi khác nhau. Và đây là con cá đổng. Thao cá này thì làm chỉ chiên như đây, tí nữa cha mình sẽ bắt thêm để chiên. Tại vì 15 người mà ăn bao nhiêu cá thì sẽ không đủ. Cá này là cá lù đù nha các bạn. Đó. Đây là cá ảo nè. Cá nhồng, nói chung là đủ loại cá. Hôm nay không có cá to, chỉ có cá vừa vừa thôi. Cha mình sẽ làm hết trơn đống cá này. Thì cuối cùng đống cá cũng đã làm xong. Cha mình sẽ rửa sạch cá và vớt ra gỗ để cho ráo nước để chuẩn bị chiên đó các bạn. Tại vì nếu mà còn nước thì chiên sẽ dăng dữ lắm. Dăng mỡ có thể là gây phỏng. Thì mỗi ngày làm 3 giả cào nha các bạn. 2 giả cào lết và 1 giả cào bay. 2 giả cào lết là từ lúc 5 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa mình sẽ lấy một giả cào lết là trong vòng 7 tiếng đó các bạn. Và tới lúc 12 giờ mình lấy cào xong mình sẽ thả lưới thả cào xuống nữa là tới 7 giờ chiều mình sẽ lấy lên và bủa cào bay cho đến sáng nha các bạn. Đó, cào lết thì mình để đánh ban ngày
còn cầu bay thì để đến bắt cá ban đêm. Giờ cha mình đang chuẩn bị đập tỏi bỏ vào son để làm nước mắm. Nói chung để nấu ăn cho 15 người dưới ghe cũng không phải là việc đơn giản nha các bạn. Đây, cá đã chiên, 4 con cá sốc, các bạn nhìn thấy thèm không? Nó đã chín hết một bề rồi, còn một bề dưới nữa, vàng rất là ngon luôn. Đây, đây là con cá nhồng và cá ảo. Cha mình chiên thêm nè, thấy không? Cha mình thì đi biển cũng rất là lâu luôn rồi các bạn. Mình thì cũng đi biển cũng gần được 10 năm rồi đó. Mình tại mình đi từ lúc 17 tuổi đến bây giờ luôn. Giờ mình cũng đã 27 tuổi rồi các bạn, cũng gần 10 năm rồi. Giờ đó, các bạn thì cũng quen thuộc thôi. Nước mắm chấm cá chiên thì mình có tỏi, ớt, đường, bột ngọt. Và tí nữa sẽ nặn chanh vào nữa, là cho nước mắm vào nữa là thơm ngon luôn đó các bạn. Tại vì giờ mình sẽ phụ cha mình để vắt nước cốt chanh, tí nữa bỏ vào cái son nước chấm. Đó. Mỗi ngày thì anh em ăn cũng rất là nhiều luôn các bạn ơi. Tại vì làm mệt mà các bạn. Bây giờ cha mình bỏ nước cốt chanh vào đây. Khuấy đều lên nha các bạn. Giờ chuẩn bị bỏ nước mắm vào nữa là xong. Thế là xong nước chấm rồi đó. Giờ cha mình sẽ chuẩn bị sắt cà chua. Sắt cà chua để làm sốt cà đó các bạn. Cha mình sẽ sắt cà chua mỏng mỏng và để bắt lên chảo để xào. Đây các bạn thấy không, nguyên thao cà chua luôn nè. Cái này cũng khoảng tầm 2kg ngoài 3kg luôn đó các bạn. Trước khi ăn thì phải rửa để cho sạch sẽ nha. Cha mình sẽ chở bời cá lại một cái nữa, rồi cha mình sẽ sắt thái cà chua ra từng miếng nhỏ 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 để tí nữa xào. Rồi bây giờ cha mình sẽ sắt từng miếng nhỏ nhỏ ra để khi nữa xào để cho nước sốt cho nó dễ ra các bạn. Đang rứa lên cá chiên cho nó có vị chua và nêm nếm ngọt, với miếng nước với miếng muối vô cho nó mặn mặn. Thì nói chung thì cũng đơn giản thôi. Bữa ăn ở trên biển mà cũng đâu cần quá cầu kỳ đâu các bạn. Anh em mình thì rất là dễ ăn. Ăn gì cũng được. Cá thì bắt lên luộc thì cũng vẫn ăn được bình thường thôi. Tại vì anh em mình đã sống trong cái cực khổ á, mình đâu ăn được cái món gì sang trọng nên
ăn riết nó cũng quen nên các bạn thấy anh em mình ăn rất là ngon. Nếu mà các bạn ăn không quen thì chắc cũng ăn không được đâu. Đây là cha mình đã bắt thêm một thao cá nữa nè các bạn thấy không. Tại vì cái thao cá khi nãy á, thì ăn sẽ không bao giờ đủ. Tại vì tới 15 người lận nhưng mà có cái thao cá ít quá nên ăn không đủ. Cha mình đã đi ra ngoài trước để bắt cá thêm. Tại vì anh em đang lựa cá ngoài trước đó các bạn. Này thì chỉ cũng có mấy loại cá đó thôi. Cá lù đù đồ với cá thu đồ. Đó. Rồi bây giờ cha mình sẽ tiến hành khử mỡ tỏi để chuẩn bị làm sốt gà nha các bạn. Để cho tỏi phi cho nó thơm rồi cha sẽ đổ cà chua vào. Cứ thế mà mình khuấy đều lên và bật lửa lên. Thì hiện giờ anh em cũng đã làm xong hết rồi. Anh em đang chuẩn bị vô để tắm rửa và đợi cơm để ăn. Các bạn biết tại sao mình không có bật âm thanh gốc không? Tại vì cái bếp nấu ăn thì cới cái hầm máy đó các bạn. Nên tiếng hầm máy rất ồn lên. Nên mình phải không có bật âm thanh gốc được. Nên mình phải lọc tiếng lơ vô cho các bạn xem để các bạn hiểu. Thì cà chua thì bỏ lên bắt, bỏ miếng đường, miếng bột ngọt, miếng muối, nêm cho vừa cái miệng thì mình ăn thôi các bạn ạ. Đây, và cuối cùng nước sốt cũng đã hoàn thành rồi nha các bạn. Quá ngon luôn các bạn thấy không. Đây, đây là một chén mắm không cá cơm nha các bạn. Mắm này thì bỏ tí đường vô nữa và ăn sống thôi. Cơm chèo nha các bạn ơi. Cơm chèo mình ăn chỉ có món cá chiên súp cà. Này cái tái chanh sẽ còn. Nhé hả? Vô đây mua cho đem khách chén hết hả? Cái gì? Đơn giản.
Cũng hôm chú ba chào các bạn đó. biết mấy nhỏ lớn như vậy cháu. Nói chung là nhỏ là nhiều. Thấy không? Còn mình lớn tuổi rồi. Đúng rồi, khi vui khi hứng cũng đang bạn luôn. Hôm nay hơi bình chán chứ. Hôm nay có khả lý giá thì lúc nào cũng có chiếc trao cho các bạn. Nuôi chồng mày còn mừng nữa vậy. Bữa nay không có mực tua. Nếu ăn nhai thấy gầu gì thì trời. Cái cá các bạn ơi, khó ăn quá. Bữa nay là ăn quán quýt mấy bạn ơi. Quá quýt à. Nước này mà che một cái tới tay luôn á. Trứng cà mà chan ăn cơm một cái rồi. Còn gì bằng nữa. Nay trời nắng quá trời anh em ngồi xác 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 nha con à. Đế tài luôn. Còn hai người thôi.